Ôi rồi, hay lỗi rồi. Chết luôn. Này là trận banh giữa FC Funny và FC cụ TMT. Cụ TMT hả? Ờ, cụ mấy người già không. Hồi trước đá cho TMT á. Giờ hết thời rồi. Rủ đá chứ phải đâu. Ờ, anh quay clip. Quay up. À, em vô tình té. Em vô clip. Trang vô bơ. Lát vô sân cũng có clip hết rồi. Nói chung mấy ông này đá không còn thể lực nữa đâu, nhưng mà chắc có được cái kinh nghiệm. Thôi bỏ đi em, đủ quá, gớm quá. Cũ hôm nay mới đi hả? Hả? Gì em? Ừ, chắc vậy. Nó cắn thuốc vậy em. Tới giờ của nó kìa. Ồ, quế sân bình quá. Khởi động đi. Sao muốn nhất cuộc đời em là mua đôi giày này. Không được à? Mua nhiều đôi này, mua nhiều. Đây em mua có 290 nè. Chết không được hả? Chết không được. Chắc muốn mua bàn quá, mà mua bàn chậm. Cái này lỗng dưới đít quá. Tại mua đây chứ. 2 triệu mấy giờ má đợi nó sale rồi, nó mua ngon nữa kìa. Xèo để chích chích cái. Chích cái đi. Rồi. Ông quên đó. Nói luôn. Em đi. Xích vô rồi, xích vô rồi. Mang thôi. Nói trời mưa này nhìn thuốc rõ vậy mày tê vậy. Ủa sẵn sẽ quay không hả? Quay bao lâu? Quay 10 phút. Trời. Ừ, xong úp mạng xóa. Lấy là dung lượng. Nhưng mà anh thầy phải bình luận. Bình luận hả? Bình luận gì đây? Về anh chém gió dở lắm, em vô em chém đi. Anh giới thiệu em đi, anh giới bộ giới thiệu em đi chứ rồi bình luận viên. À, đây xin giới thiệu mọi người, đây là bình luận viên Thịnh nhỏ. Chưa, tôi chưa xong. Đồ quá. Lẹ đi. Này 10 phút cái tự động nó tắt, cái quay lại bấm quay lại. Gì à? Tử thiệt. Thứ năm này đi nhậu. Mình nghĩ xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tiếp rồi. Ây chàng luôn á. Trận đấu giữa FC Funny và TNT. Ông cụ TNT. À, cụ TNT. Tôi rất lúng túng. Trận vừa rồi mà có mình thằng Quyết thôi nó cũng dọn được nữa. Trận vừa rồi không có chân ghi bàn. Cơ hội có không ghi bàn được không à. Chứ không nếu mà trận rồi có thằng Quyết không là mình nó cũng cân được rồi.
nó không có mạnh nhưng mà nó đá đều thôi à, nó tại nó ăn rơ nhau, đá nhau từ nhỏ đến lớn. Tổ anh ơi, đồ má thốn rồi, vừa rồi là một pha thốn tới giái. Số 9 chuẩn bị kết thúc hợp đồng. Câu lạc bộ không ký hợp đồng với anh nữa. Tài năng trẻ mà phải cần được ra sân nhiều á để lấy được cái phong độ. Hả? Đâu vô lâu rồi. Lâu rồi. Vô được với Ốc Tiêu. Nhưng mà ở ít gì đó. Vô được với chú Chiên Ốc Tiêu. Ốc Tiêu thì bị căng thẳng quá, họng ốc chịu được áp lực mới Ốc Tiêu ra. Nói chung nó đá cũng được nhưng mà nó không có cái tướng để tì đè. Mỏng quá. À, mỏng như Dũng mình á, tại Thí dụ ăn này nó đá nó dứt quyền cũng được. Nó đá tuy rằng nhiều khi nó không bằng đô em nhưng mà nó tì đè cũng được. Nó có tướng. Mình kêu nó về thủ cũng được. Hồ Viên, cơ hội. Tốt quá. Sút tốt quá. Ừ, nó sút tốt. Chứ mà các bạn đó là số 6 anh Minh đúng không? Ê, em Bè. Bè. Em Bè đã có một vợ và hai đứa con. Ê, một đứa con à. Tốt quá. Tốt rồi, 1-0. Bàn thắng được ghi lận. Rồi, vô đi. Nghỉ đi em. Come on. Ủa đồ này em mua ở Nai thì cũng ở Nai hả? Ừ, nó phản quang nữa kìa. Má đồ đúng đẹp đúng tình. Nhìn tê vậy. Toàn đôi của Gondo World Cup vừa rồi hả? World Cup năm nay luôn hả? Đó màu xanh bữa đó. Nhiều à? 2,5 triệu luôn. Là đôi đó là của mà chân em nó vô giỏng nó nhiều sai. Chân anh không có sai. Việt Nam không có sai của anh. Em đang chết. Cái tay đâu? Cái tay đâu? Xin chào. Bị bắn tay. Ủa sao không ai vậy? Một đường truyền không bị ở chỉ. Số 4 là Tài. Tài. Đây tôi giới thiệu cho. Người được thay ra đó là Hồ Phi Ân. Cái gì Ân? Trần Quốc Ân, tôi lộn. Một lộn rất đẹp trai. Thay vào là số 4 Huyền Minh Tài, đứa con mất dạy đến từ Trà Vinh. Từ Trà Vinh. Đứa con rất bố láo mà người mẹ phải khóc nhiều đêm. Chấp đi anh tí. Bảo là có mặt kịp thời, Văn Bảo hôm nay đã off-sell. Không có đi làm nữa. Tập trung vào trận đấu ngày hôm nay. Chiều gió vãi. Trận đấu ngày hôm nay được chứng kiến bởi 25.000 cổ động viên đến từ các cách châu lục. Hà lầy. Không có xuất xa của thủ môn Văn Cù. Đúng Văn Cù. Trời ơi, đừng nghe hoài mày lo mày trời ơi. Đừng nghe nói rồi. Hơi nhạy cảm. Bố mẹ anh không muốn đặt cho anh. Thủ môn rất bình tĩnh nhưng không lên được. Trận này tương đối là tính ra thì tương đối dễ thở. Nhưng mà nếu mà cứ khinh đạch thì coi chừng chết. Bị thủ môn quơ vô mắt sao không? Đúng rồi. Cố lên baby. Ủa lỗi ai vậy? Má gồn trận trước với trận này nhiều lỗi quá.
của sút thể hiện sự đẳng cấp. Không à. Ôi, Văn Tài. Sức thì không có nhưng mà có được cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm mà cộng với kinh nguyệt nữa là ổ má bá đạo luôn. Lát nữa anh bè hận mình ra thì anh vô, anh bảo ra thì em vô. Tài làm gì à? Tài đâu làm gì không? Chuyện cuối lỗi rồi. Tối quay, tối quay. Sân trơn bóng ướt. Tại đây kể là thằng Thịnh đứng cạnh đó ném đá em á Tài ơi. Thế hôm nay con đẹp cho lắm bởi cơn bão Zite bay độ. Đi kéo từ Pakistan qua. Pakistan là gì có bão bệnh vào đây. Bão bay độ Zite của Pakistan. Bệnh nóng chết mẹ luôn. Không được điều hòa cho lắm. Bầu khí quyển bắt đầu lủng. Sân này là có cũ. Có sân này, sân góc bên kia là cỏ mới. Trời ông môn chứ chỉ làm cỏ ha. Ô má cỏ giữa nó chốc lòi xi măng luôn rồi. Trời ơi. Lớp xốp về. Hay quá đi. Quay mạnh thiếu rồi, anh tự động rồi. Anh để quay rồi đó. Để ý nha cu. Anh văn cu. Bảo ơi, xé cho miếng nữa Bảo ơi. Xa luôn. Rồi bỏ đi. Xa thiệt nè. Đồ. Trời ơi, đồ hút đi không quay. Cứ bỏ là để mấy đi. 2 banh. Mình 2 trái rồi. Nãy thấy gỡ 1 trái. Không có, mình ăn 2 trái rồi. Ờ đúng rồi, 2 trái. Tự động đi em. Để xem hồi sức khỏe mình quá vậy. Wow. Thịnh đang nhìn em á Tài ơi. Ờ hư năm định ăn đâu anh Thịnh. Hắn cái cây xài á lên chơi em. Cây xài đâu? Cây xài được không Thịnh á. Chắc em kiểm tra nên là
được sợ. Chắc về sớm cái em chạy ra liền luôn. Mấy giờ em ra? Tất cỡ 6 mấy em ra. Ừ, 6 mấy. Nhậu với là phụ ăn là chính mà. Em cũng nhậu được nè. Nhậu được không? Uống được mấy chai? À, thì mày thì ấy là uống ngồi chơi thì uống được nhiêu uống chơi cho vui. Cái đó này uống chừng ba chai nó bắt đầu nó độ lầy lên nè, em sẽ thấy cái độ lầy của nó. Chứ đã không uống rồi còn quay clip làm vậy nữa. Uống được cái cây quàng luôn. Quay chiếc bánh em, quay theo chiếc bánh nữa. Là thấy bên ngoài đường biếm thì người gánh tem đang khởi động một cơn áp mộng thực sự đến với FC TNT. Ai lấy kiểu đá đừng nói vậy. Thôi đá không có được. Họ đang ru sợ. Đang ru sợ. Cái lắm của hất môn. Mày hất môn á, đứng tay không. No. Em lão quên quay trái đó nữa rồi. Anh nói giỡn nghe chưa con. Ai mà thế nha, mà thế nha. Có một tiếng mưa này. Bốn chân cao ơi, đáp tí rồi. Vô. Đúng là cái sức lực cả bài chiều. Ờ. Vậy vậy. Gì à? Bị mà bỏ nữa hả? Em lao không cao kìa. Quá. Quá mới giá vậy mà nó không quay được. Hết cái thằng bụi đi. Kỹ nha Thịnh ơi, ra hơi Thịnh bắt chiên rồi. Xíu chữ cho sắp mặt là như hú hú. Anh mà con gái chắc vui anh bự. Bình thường trai mà vú nó bự như vậy. Ồ méo mà lo nói chuyện nữa. Ngày em không tập gym mà cũng có. Ừ. Có người sẵn rồi. Ủa thằng Quân nó còn học võ gì không? Còn không? Thấy chứ nó tập tạ xong vừa qua học võ đó hả? Vợ có bầu chưa? Chưa muốn đẻ hả? Chưa biết. Ủa? Rồi, rồi. Rồi, mới. U gần 40 tuổi mà đá lại được vậy là thì đá được vậy là biết hậu trẻ đá hay rồi. Lên em. Ừ.
Bự hơn Nam chắc xây mồi chứ không phải xây bia quá. Lót cho, lót cho. Cười, cười. Thôi kệ. Ăn con đứa uống đâu được. Ví dụ nguyên nhân. Vô à? Vô không? Sức cảnh cao. Sức cảnh cao. Thịnh làm gì với em? Nói cho lắm. Sơn sắp mặt cho Thịnh. Anh quay được cái té của em rồi Thịnh. Té con đẹp trai nữa. Mẹ cho nó mày ơi. Ai à? Bên nào hay à? Tự bên mình chứ.